Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình và ngay bây chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào ba thanh niên ơi. Hello, hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một cái mini game các bạn ơi. Đấy các bạn đọc tiêu đề đã biết rồi. Ngày hôm nay là bọn mình sẽ có một cái cuộc thi đấy, sở hữu những cái con Pokemon huyền thoại VIP nhất ở trong đây các bạn nha. Thì đây để mình gọi là mở dương đấy, lấy Lucky Block các bạn ơi. Đấy thì các bạn biết không, cái Lucky Block này ấy, là chúng ta khi đập được gọi là con Pokemon huyền thoại ấy, là chỉ có gọi là một con huyền thoại duy nhất được người đấy sở hữu thôi. Đấy, ví dụ là mình đập ra con Arceus đầu tiên phải không? Thế là chỉ có mình sở hữu thôi. Còn mấy thanh niên kia không thể nào đập được. Đấy, này, đấy đầu tiên. Này này, chưa đập nha, chưa đập nha. Chưa hô mèo luôn. Chưa hô bắt đầu đã đập là hôi nách. Ok, để núp vào lấy dụng cụ đã rồi. Chưa hô bắt đầu. Đấy, rồi ok. 15 phút gọi là bắt đầu nha. Ok, get go, get go, get go. Ok, nói chung là cái này đơn giản đó bạn ơi. Mỗi người ui. Sổ, con gì đây? Con này là con gì nhìn lạ hoắc này. Ok bạn ơi, ui con tên là cái gì đây? Regi Clecky à? Ui con này mình chưa biết bao giờ bạn ơi. Bài đi ấy. Có những con huyền thoại mà mình nghĩ rằng là ui Terrakion thì mình biết này. Đấy, có những con huyền thoại mà mình không biết. Ui giời ơi, Zekrom. Ui giời, ok. À, ui mèo mèo tan à? Ui mèo tan không biết phải huyền thoại không? Ui mèo 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 lê ta. Ui giời. Ôi ơi bắt hụt à? Đấy, tôi tưởng tôi bắt được cái thanh niên banh cơ, bắt hụt các bạn cày thế nhờ. Ui 995. Ui ôi thanh niên được 995 kìa. Chết chở rồi, con này mình bắt được con Kyurem level 85 à. Ui giời ơi, 85 mình làm ăn cái gì bạn này? Ồ. Này không sao. Ui. Rồi ok, Tornadus sao level 5 mấy? Ui ôi. Ui giời con này level. Thôi thôi mấy con level. Ui giời Victini à, Victini ok. Rồi chúng ta chạy ra bạn ơi. Ui giời toàn con ối trời ơi, thế này làm ăn gì. Rồi trận hôm nay tôi thấy mùi mùi rồi đấy. Ui 900 này. Mùi mắm đấy. Là nó mùi này nó không thơm à. Con này đừng có ra đây. Rồi, mình đi đánh. Mùi không thơm với bạn ơi, tới nhà mình sẽ bỏ mấy con này. Nói chung ngoài cái gọi là cái cuộc thi gọi là chỉ sở hữu một con ra ấy thì chúng ta cũng có thể là có khả năng ui thôi. Có khả năng gọi là hạ level của đối thủ bằng cách là như nào bạn biết không? Đó là đập ra. Đúng rồi, đập là nó hạ thôi. Đúng rồi, đập là nó khác hạ thấp level thôi. À? Cái gì mà cái gì mà cấp 1000 nghe nó ghê đây. 199 đây chứ 1000 à. Ui thế nhưng đã được Groudon kìa, ghê lắm mà luôn bạn ơi. Ghê đấy nhỉ. Ơ sao tôi bắt con kia bạn à? Đây ok có con Regisseur. Ui rồi thả mấy con lạ bạn ơi, chắc là mấy con mới các bạn mình cũng không biết là phủ Victini này. Ơ Victini lại đánh nhau với mình à? Ok bắt luôn, bắt luôn anh em, bắt luôn tập này level 300 bắt. Có cả con ngựa thì nhìn trông. Cái này chúng ta chỉ cần vớ được một con huyền thoại mà nó chỉ số xịn thế bạn ơi, là cuộc đời lên hương luôn, lên hương lên hoa luôn. Ui dồi ôi, level kia. Bắt được con này level, ui dồi lên level tăng tăng luôn bạn ơi. Thôi chúng ta gọi là bỏ qua đây. Ui dồi ôi, thôi bỏ qua luôn, tiến hóa con Charmander đi. Giờ không có cần tiến hóa đâu. Và đây cái ui dồi ôi, cái thời gian. Ui thanh niên vanh lắm thế. Ui mấy con nào mấy bắt mà. Yeah, 900 mấy còn 75 level. 900 mấy còn 75 à. Vanh rồi. Ui, 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 ok, bắt. Ui giời ơi. Vanh nghĩ là thế này đủ rồi đấy. Ui đeo à, cổ đầu. Ok, đây, cho mấy con Pokemon nó đi ngủ mấy run đi. Toàn chúng ta cất vào đây bạn này. Nhiều khi bắt được xong nó tí nó tăng level đấy. À thế là có cả vụ tăng level hả? Ờ. Rồi. Ui. Ok bạn. Đấy rồi. Tăng nhiều quá. Ui. Đó xem nào. Ui, Núp nghĩ rằng cái này không cần đến phút thứ 15 chúng ta xong đâu bạn ơi, chúng ta hình như những con là xong. Những con bởi vì là có tỷ lệ huyền thoại rất là ít các bạn, chỉ đâu đó khoảng mấy chục con thôi nên đâm ra là ui. Con này thì không các bạn ơi, con này chúng 600. Ta. Ôi giời ơi, đừng có đập ra con của Vanh nữa, tụt lên vào. Cái thôi, người ta đập thích thì đập thôi. Ai bảo Vanh đập. Tính ra mình đập rất là chậm nha, tính ra mình đập Pokemon rất là chậm nha, thế nhưng Vanh. Con này Vanh máy đập các bạn ơi. Ui giời ơi, Raikou level 700 máy đập. Entonator đã. Ui giời ơi, cũng được đấy. Entonator đã ok. Nên máy đập bảo sao đập rất là nhanh bạn, được đống Pokemon huyền thoại. Ok, con trai đi nha. Đâu bây giờ xem như mình cũng bắt đầu. Xem. Ui Tapifunu à Tapu Fini này tôi đọc ngược. Này cũng được các bạn ơi. Ngon ngay. Ui giời. Hết.
mấy cơ quan huyền thoại gọi là quen thuộc, ví dụ là này Vinh thấy hơi nắc vào đây để Vinh ấy nha. Uầy này, không 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 không, đừng nha, hơi nắc cái gì, người ta đang bắt nắc nắc cái gì mà nắc của anh kêu con à, đúng có kêu gì nha. Anh là con gì ba? Mèo các bạn ơi, là mèo, và là mèo. Ui cái này mèo chu thì thôi các bạn ơi. Ok, mèo với mèo. Ui Gigantina này. Ờ ok được. Rồi rồi. Cuối đời gặp những cái con, nói chung là vẫn còn huyền thoại các bạn, tỷ lệ vẫn còn huyền thoại nhưng chỉ là nó hiếm thôi. Và cũng không có gà thôi. Ờ đúng rồi, hiếm các bạn, hơi hiếm. Ok, chúng ta đã được thêm con ui 2009 máu luôn, con Gigantina này ghê đây. Tăng máu à? Ui giời ơi, cụ này tăng máu các bạn ơi. Ui xui xe. Ok, tapi phu phu phi đi của mình đọc hơi đau mồm. Phí nỉ. Ok. Này bố 900 luôn đấy chứ, 900 luôn anh em. Mấy con này nhiều thế. Rồi Vinh, Vinh cho đi ngủ Bisun đây. Rồi cho đi đi Vinh. Okay. Bây giờ chúng ta này. Rồi xong rồi hết sạch. Thế rồi đúng không? Ôi, đập này, xa thế gì đồ. Thế xa này. Thôi bây giờ chắc Lung nghĩ rằng là bây giờ chắc là dừng đập đây, để chúng ta gọi là sẽ chắc là ngày hôm nay diễn ra hai trận thôi bạn, mà ngày hôm nay mình cứ tưởng là cuộc thi nó chỉ có một thôi, nhưng mà chắc là phải hai trận bạn, nhanh quá nên thanh niên quanh. Ok rồi, bây giờ là sắp xếp ấy đây, sắp xếp đội hình đây, không đập đó. Ok hết rồi. Okay, bay bay. Tôi nghĩ là hết rồi bạn, đập nó không ra nó mất tốn thời gian bạn, thực ra là vẫn còn một vài con nhưng mà thôi mất ôi thời gian. Ôi ôi, Evento từ đầu 900 level okay. Còn vẫn còn 900 đây. Vẫn còn 900 chúc mà. Mừng, chúc mừng. Chúc mừng Nga đấy, cuối đời gặp mai còn gì nữa. Ôi chắc chỉ lấy con nào level. Ôi dồi ôi, con Gigantina của mình xuống con level 500 mà. Ui giời ôi, sao ASS của em còn có 200 vậy? Tapi Zabufini của mình sẽ xuống còn 149 đây. Ôi rồi, sao nó thắng rồi nhá. Em đi luôn à. Level 66, ảo thật đấy. Ôi, ui, kêu rem lên level 900 này. Ôi lâu lâu nó ảo ma Lazada thế nhỉ. Ok đây đây, ok Poké Hill. Ok ok, đó Poké Hill đã, Poké Hill đã các bạn ơi. Nào. Ui con mèo mình xuống 1400 máu à, làm ăn cái gì đây. Rồi vứt. Vứt luôn đi chứ từ tập này. À con Tapu Fini của tôi. Đó xem nào. 2001 à. Ở nhà để mình xem là con này ảo attack chỉ có 1000 thôi. Khang nhiều Pokemon đây, đấu luôn. Tao tao ở đang sắp đâu, xếp. Đâu, về đây, về đây, về đây. À, ok, đấu luôn. Thế để núp đấu mấy thanh niên ấy đi. Khang, ui, chả có con nào ra hồn các bạn ơi, con này xem nào. Ui dồi ôi, đây mà 966. Chịu rồi, ôi. Ui, attack có 500 mà bạn ơi. Con của Vanh, ôi, con này không có chiêu gì đánh, chỉ có telebot thôi. Ui dồi ôi, tôi chắc là cái con con này là nó ok la nhất rồi các bạn ơi. Đâu rồi, có con dài nào đang không đánh nhau thì ra đây solo đúng. Em lên sắp đánh lên khẩn trương lên. Nha. Ui, toàn con giảm thôi. Hy vọng là con ta Victini các bạn ơi, Victini và con gọi là Raikou các bạn ơi, Raikou. À đâu? Rồi, đấy rồi, đâu rồi? Con lúc nào? Regileki. Ok, đâu? Lúc nào nhỉ? Đâu, TP đây. Đây. Đâu? Gì nó quá. À, nhìn phải sợ. Solo chứ không phải cưới thú mà. Dứt điện rồi. Ok. Come on. Come on baby. Let's go, siren shot, bắn lửa, để sức mạnh của lửa đâu? Ai thanh niên đổi à? Song Galeo à? Song Galeo level 888 bạn ghê đấy. Ui rồi, chết giờ rồi tôi đánh không thể nào cản bước được, không thể nào cản bước được cái gì? Ui rồi, ở biết chưa? Trăm này. Ơ, cái gì đấy? Ơ, quả mơ có hột à? Ok bạn ơi, biết nói à, chiều con này có hình như có mỗi một chiêu đánh con Victini này các bạn ơi. Ui, chết dở rồi, gặp cao thủ rồi. Thì nửa cây. Khổ quá, mấy con này power. Focus energy. Cái nó ở đây này. Thôi đánh nốt con này đi, chắc là con Victini của mình đi chắc rồi. Rồi. Chấp nhận thôi. Nào cản bước được. Chấp nhận thôi. Ok. Rồi, đợi đi. Raikou đây, Raikou đấu đầu với cả Suicune đây. Mà nó cặp đôi luôn. Ok, đây. Suicune ấy nhỉ. Rồi. Sức mạnh đấy. Đánh vậy tự chết à? Ôi đánh ăn thua bạn ơi. Ui. Trời ơi. Đánh bình thường, đánh bình thường. Giật điện này, cho một cái giật điện này, cho điện giật luôn. Điện giật luôn. Trời ơi, điện giật luôn. Ui. Nhất được hẳn 55.000 kinh nghiệm đất nhỉ. Nào. Rồi đấy. Sao con này bị giảm level? Bán Kia level 484 à? Còn cái này rồi. Rồi luôn, bị giảm level. Giảm level là điện giật đơ luôn mà. Ôi đơ rồi. Luôn, không đánh được luôn. Ừ, còn đấy một chiêu đánh ra Zino. Lại còn nghe đấy. 20 power ở đây. Rồi đi. Mấy chúng tôi này. À đây. Nào. Nhưng mà cũng mấy con xỉ đúng rồi. Này bị giảm đúng rồi, núp vào đây cũng bị giảm mấy con núp. Này đây. Được, con Raikou được 3.000 máu bạn này. Con level 9571 xịn đấy.
Đấy, anh rỉa con này cho đai mới được. Ôi giời ơi. Gì á, gì á, gì á, con nào gì á. Ui, Raikou, xịn đấy nhờ. Chứ Raikou. Đây, Arceus còn level. Tự nhiên kiếm được ra con Arceus này. Nhưng mà level 241. Ôi, con này bị giảm đấy, nãy là level... Đấng chăm mạnh sáng tạo này, đấng sáng tạo này. Ai à, ủa ôi, có thêm Necroma này. Ui, level 300, thôi cho đi luôn bạn, cho đi luôn. Không. Ok, ui giời ơi, thôi, đâu bên kia ai thắng rồi? Anh thắng rồi. Đâu, ra đây solo. Anh có cái con Groudon ghê lắm. À, Groudon không sao, tuổi tôm nào. Đâu, vứt ra. Gặp một cái mòn hình. Ai à, sao lại mang con keo đeo ra lại? À, không sao bạn. Có con này ra trước hai con nhỏ Victini, đâu. Victini ok đây. Victini của nút đâu nhỉ? Có chết dở rồi không đấy? Ok. Ghê à. Đấy, đẳng cấp. Ôi ôi ôi. Ui bất bại rồi các bạn ơi. Thanh niên Zeno nhỉ? Thanh niên Zeno vừa lấy cũng con level 900. Tất nhiên rồi. Đi luôn. À à, ui thanh niên có Nula la này. Ghê đấy, con này ghê, con này ghê đấy. Ghê ghê. Ui đấy con mất máu rồi. Khác rồi, khác rồi. Đâu? Đánh. Ôi dồi ôi, sao đánh đi có tí gì nhỉ? Reversal, ok, reversal đây. Cho một chiêu reversal các bạn đây. Ây da, bướm bướm bay à. Reversal này. Chứ đấy nó không có đàm mặn, wow up. Thôi bỏ đi, bắn này đi. Ây da, reversal nó tăng. Sao vừa đấy làm gì? Người ta sử dụng chiêu reversal biết không? Reversal này. Ê đấy. Ây da, ây da, ây da, mang con up chụp bài. Ui cái level 700, cái level 700 à. Chết dở rồi, con này hết hết kỹ năng đánh rồi bạn ơi. Chết dở, con này hết kỹ năng đánh rồi. Con Victini này mạnh nhưng mà kỹ năng nó không ra gì các bạn ơi. Kỹ năng toàn ui giời búp hỗ trợ này. Mạnh là kỹ năng không ra gì nó là mạnh gì yếu. Thì nó là mạnh trên chỉ số, kỹ năng không ra gì. À, chứ thôi cả cho con của con này tanh thôi, bây tầm này chỉ đứng cho thanh niên Ranh đánh thôi đấy. Bởi vì hết kỹ năng các bạn đánh kiểu gì. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy đây Raikou đối đầu với cả gọi là Groudon đúng không? Vẫn và cho một quả điện giật đi nhỉ. Điện giật đấy. Thân hình nó dùng này. Điện giật đây, điện giật cho con kia. Ê à, ui điện giật, chết rồi, miss skill luôn hả? Chết giá rồi điện giật. Miss luôn, Vanh cũng miss. À, ui, con này ghê thật chứ chứ. Ui, chết giá rồi nha. Nào đòn văn xịn đi. Thunder sốc của Vanh. Vanh chỉ còn có 4 chiêu thôi. Con này có đúng 1 chiêu đánh thôi. Ồ bạn ơi. Ok, vừa nãy là núp chưa được mang mấy cái con gọi là thứ thiệt của núp ra. Ui, con này núp, con này con mới này, con này không mình không biết các bạn ơi. Con này có những chiêu gì đó. Ui, giáp canon nè. Ui, set này có vẻ ghê này. 120 power này. Ồ, à, ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Ờ. Ngủ rồi. À, ui giời ơi. Ngủ rồi, ok. Đây là chiêu của Vanh. Extreme speed này, chiêu của núp cho ngủ chứ liên quan đến chiêu của Vanh, Vanh tự ngủ Vanh à. Wow, cho ngủ quá, cho con đấy. Vanh à. Sốc quay đi, cho điện giật nữa đây bạn ơi. Rồi. Ê, đánh miss thôi. Đánh miss skill của bạn đây. Giáp canon tiếp. Đang ngủ mấy turn liên tiếp vậy? Tất nhiên rồi. Ui ơi. Ui ơi, con này đánh cái chết luôn à. Ui ghê thật, cứu đẹp quá này. Thanh niên này có con này ghê này. Ok, không sao. Rồi, xong hết chiêu luôn. Hết chiêu rồi. Hết chiêu cũng đi luôn. Ui, đi luôn đi chứ. Ui, thằng one hit. Hết chiêu là. À, hết chiêu là đi. Ui, con này con kill ram của mình thở ra quả hơi thở băng giá xịn đấy nhở. Ui. Ui giời. Con này mới đẳng cấp các bạn thôi. Giờ hết con khỏe rồi. Con này cứ one hit này. Ok, ta pu bulu phải không? Bulu bulua đúng không? Đi luôn, đi luôn. Ui. Hơi thở sức mạnh đấy. Và như đánh răng gọi là hàng ngày hơi thở thâm to đấy. Hoppa đúng không? Hoppa này. Ui, không đi được. Thế thì cứ thế. À, ok. Thế nhiên lại hồi máu nhỉ? Đâu, hồi đâu? Vanh hồi mà Dragon này. Chiêu hệ dòng này. Không chết được. À, không chết được. Không chết được thì bây giờ chết rồi là có gì đâu. Ờ. Thế nhiên lại hồi máu nhỉ? Kiểu như Vanh đánh vào núp là núp sẽ được hấp thụ ấy, hấp thụ ấy, Ascend Power này. Núp đánh đủ 3 chiêu luôn. Ấy à. Cái gì? Chấm 4 là không. Úi, đấy bạn này hấp thụ không? Đây, quả này Vanh đánh trước. Đánh chưa có hết chiêu rồi, hết chiêu đánh rồi. Anh đánh trước à? Anh đâu? Đâu? Anh đâu? Anh đánh đi. Ê, à, con này miss skill luôn này. Ok, rồi chiêu hệ dòng này. Ui giời, ui, núp cũng chết luôn này. Ui, núp bị phản áp này. Ờ, nhưng mà núp thắng nè, núp thắng, núp vẫn còn 2 con nữa chưa ra trận. Thôi nha, mình xem con Kyurem này. Ui, con Kyurem này 2400 đam. Ui, mình cũng không để ý các bạn ơi. Kyurem mạnh phết đấy, đừng có đùa. Ui, thế vừa lấy là thanh niên Khang chưa được đấu với Kyurem bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là round cuối cùng nha. Đấy, game thứ hai các bạn. Game này thì mình nghĩ rằng là ai cũng có kinh nghiệm rồi. Thế đâm ra chắc là đập sẽ rất là nhanh các bạn ơi. Rồi mình cũng cố gắng gọi là máy đập. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái game này các bạn ơi. Đấy thì đâu, lấy gọi là trang thiết bị đây anh em. Úi giời, ui là này là Master Ball à. Đấy.
Lần này là chúng ta này hô bắt đầu mới được bắt đầu nha, chưa được bắt đầu luôn nha. Rồi. 3 2 1 vô. Ok, nhanh em ơi. Bắt luôn. Đánh nhau à? Ôi, gao đó đây. Ok, tôi bắt đi bạn này, 500 cũng bắt, tầm này 500 cũng bắt, bắt giết. Nói chung bắt không cho mấy thì nhân bắt bạn ơi. Không có nào bắt con đấy, bạn này phải bắt thật nhanh. Chết giỡn rồi, bắt lâu quá. Chết giỡn rồi, lâu rồi. Ok, nhanh lên. Ok. Lên level cộng. Chết giỡn rồi, lên level. Đâu cũng thế này, ai ơi. Cái gì ơi, tiến hóa không tiến hóa đâu. Ok, cất vô. Ok, ui, đều ghe ghi gắt với chúng tôi này. Ok, các bạn ơi, ta bu bu lu này. Bật hết đi em. Ui ôi, lại ghe ghi gắt này 1500 ok. Cái đi, sniper level 900 này. Ui ôi, cái gì đây, Reshiram, ok. Ok, bắt này, ui, sông Galeo. Ui, sông Galeo level 59 không thể bắt các bạn này. Ui, đây, ok. Ui, mình bắt được nhiều lắm, trận này mình bắt được nhiều này. Ui, ôi, ui. Ngon luôn anh em. Ui, ai quay ra. Bằng thì nó qua đây. Ui, đập nhanh anh em, đập nhanh. Con nào gọi là đối thủ bắt thì thôi. Ui. Ui thôi, Reshiram xuống còn 200 nữa, level 200 hả? Tăng sao? Tăng mà, tí nó tăng mà. Tăng con khỉ. Tí là nó tăng phòng 1. Ui, con anh em họ hàng với cả có con gọi là Sniper này bạn ơi. Ui, là tí ăn level 9 ạ. Mấy con này đừng có đánh. Ui, mèo chu, nhưng mà 194 ạ. Sao tí nó tăng, Aseos còn level 32 ạ. Có chắc tăng. Ôi, đòn của em. Có chắc là nó tăng không? Có chắc là nó tăng không? Ui, Rectrom này, Rectrom. Ok, bắt đi các bạn này. Cứ bắt đi, meo. Bắt đi, nghe ơi, tầm này bắt rồi. Đây quay ra có người bắt được rồi. Rồi. Đây quay ra của em đấy. Như Thanh Niên Khang bắt được rồi. Ủa, mèo tung. Đừng có đánh tao nữa, thả cho tao đi. Mèo tung, lúc mèo tung đang bắt rồi. Đánh tao làm cái gì? Tha cho tao đi, tha con Charmander đi. À đi, đừng có đánh nhau mà. Cái chết dở rồi. Nó đánh đang... nhau vậy nhỉ? End battle bạn ơi, tự nhiên end battle đi. Ok, tha cho em đi. Đừng có đánh. Ui, con chó đi ngục kia. Ok. Rồi, chúng tôi bắt tổ chức cho mấy con gọi là Pokemon nó đi ngủ với Jun đi. Dạ, bắt này cho bạn này, đấy. Ui, ai bắt được đâu? Chả biết ai, tầm này chả biết ai, tí nữa. Tí nữa thả ra là biết liền, nhau nhỉ. Ui tầm này, ui con này lên level 500 này đúng kiểu là nó sẽ lên level theo kiểu nó là đập. Ui. Đúng rồi, đập thì lâu xuất hiện nó tăng. Đúng rồi, nó tăng rồi, nó còn đen thì nó giảm. Nó đen thì nó giảm đúng không? Ui, thấy nó đen lắm. Rồi. Level 300. Latios. Rồi, thế là bắt đầu hết rồi đấy. Rồi, Latios thanh niên rồi giật luôn. À đúng, thế bắt đầu hết rồi đấy. Ui trời ơi, con mèo rồi, thấy đai hết rồi. Metal này. Rồi, thấy con nào đai rồi nha. Ui, giáp đót. Không, thực ra là có mấy con hệ gọi là ngoái quăng thì... Nhưng mà đập nhiều cho nó tăng level. Ê, tôi nói đây rồi. À, đập nhiều tăng level, cẩn thận là con dao hai lưỡi. Ui, có thể giả. Ôi, theo con Lantia của tôi thấy là chưa đầy 3 phút rồi, cái team nó đập xong hết đống Lucky Block. Nói chung là Pokemon huyền thoại rất là ít, loanh quanh chỉ có đâu đó khoảng mấy chục con thôi, 100 mấy chục con thôi, thế đâm ra là... Thế đủ chơi. Thôi đập thế thôi. Để núp đập nút gọi là 3-4 cái Lucky Block này xem là nhân phẩm các bạn đây. Rồi ok, đập thế rồi, tầm này hết rồi. Hết rồi các bạn, đập nó không ra được con gì. Ôi, rồi, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp, không đập nữa nha. Ui, Reshiram hồi lại level 700 này. Vào đòn được có 200 các bạn ơi. Còn lại Latios của mình còn level 10. Tạp, đây rồi, ok, đây. Xuống trăm cái vậy luôn. Rồi, ông Raigat level 71 ạ. Ok, giáp đót, có giáp đót ngay. Hết rồi đấy, chúng ta gọi là có đội hình rồi đấy. Đội hình ra sân. Wow, đội hình full 4000 máu. Đội hình ra sân. Mình ra sân tầm này sao lại yếu thế nhỉ? Ngoài đập nữa đi. 400 mà ok mày thôi. Mày giảm cấp với đừng đập nữa. 400 được nha, sao nạp ok và không có ai đập nữa đâu. Tầm này sắp xếp rồi. Thôi được rồi nhá. Cái gì còn Linh Linh Khang đập thôi. Ơ Linh Linh Khang nữa đâu à? Dừng lại ngay anh em. Dừng nha. Xếp một hồi xong tí nữa quay ra quay vào. Được mãi được mãi mới được cái con Tapu này các bạn ơi. Xếp xong rồi đấy. Thôi ok, kệ thắng thua thành bại tại may mắn này. Đâu con trời Vanh. Nào đúng solo với Vanh trước đây. Nào, tao đây. Đúng rồi. À, ok, nó đâu rồi đây. Về đây. Khai màn luôn. Thả ra, đó. Thả ra đi. Trời cứ đâu nào. Đây, you know. Nào không thả ra. Ai à, ui, Aseos level 900 rồi. Thôi, còn cái nền.
bảy viện ôi này không có chiêu gì đánh à sư ớt này ui rồi ui rồi ơi đánh phản đam chết queo luôn à 900 đấy. Bởi vì là ACS là không có ai, tỷ lệ đập được rất là thấp, nên là chỉ cần đập được level cao là giữ được cái level rất là xin. Ôi giời ơi. Anh vừa được hồi đấy, vừa được hồi đấy. Không đấy có level 32 rồi. Khó quá, con ACS này nó cân cả thế giới rồi các bạn ơi. Chân 1 tôi đỏ bao nhiêu thì chân 2 thôi. Ôi trời ơi, mấy nhiêu bạn ơi thoáng. Cái okay, thôi cứ dùng nó, bạn biết sao giờ thật sự con ACS nó level 900 thì chịu nó bạn ơi. Không, mình hạ không cần 1.000 cái mod nó khỏi đánh vậy. À không cần 1.000 hạ. Cái đầu 900 cần 1.000 cần 1.000 à, tưởng không cần 1.000 Banh chỉ có chiêu bài đánh 5 lần thôi, hết rồi. 5 lần cỡ Banh. Ok xem nào. Anh đi gì đâu. Đó hết rồi. Chiều hãy lá. Ok. Có ta bùi lưu lưu này. Thiệt. Ui, cái này cũng cả mèo nữa này. Ui ôi, mèo level 982 à. Thôi này, này tỷ lệ vô địch. Ui, lại còn recover à. Con này chả có chiêu gì đánh nha các bạn ơi, mình lắp chiêu đâu có một accent power à. Chứ kỹ năng chả có con gì các bạn ơi, chả có chiêu gì. Thôi tôi dùng mấy kỹ năng bổ trợ đấy các bạn ạ, bổ trợ thôi. Bây giờ tầm này bổ xong đi chợ thôi chứ không biết làm. Nó rồi. Ô, cắt cấm mất chiêu luôn ạ. Ảo thật đấy. Ngoài mấy kỹ năng, mấy kỹ năng ôi, không đổi được luôn. À đúng rồi, mấy kỹ năng của lúc ấy mà con tabu này. Ui dồi ôi, đánh còn được hấp thụ ấy kia thì chơi bài cái gì đi. Rồi khang lại nè. Chán thật. Ủa hai những cái solo cái gì không, mà cứ không, thua ai thua ai thắng rồi. Nhưng mà bị lắc nên là solo lại. À solo lại à, ok. Solo nhanh nha, lúc sắp thua rồi. Chúng ta sẽ hai người thua đánh nhau. Ê no, với chúng tôi. Hai người thua đánh với nhau cho nhanh. Lúc nhận chuẩn bị nhận thua rồi. Ui ôi toàn cao thủ, sao trận này sao tôi đập ra toàn con ối rơi nhỉ. Anh đánh đi. Có chiêu này đánh nhưng mà yếu. Tiếp đi đâu. Đúng rồi, nó cũng có tỉ mãi. Như này có dùng cái chiêu thì không cho đổi con nhé. Lúc đấy nãy giờ con này nó phế thật sự bạn ơi. À, chứ rồi, ok, giáp đót đi. Giáp đót thì chắc cũng không okay, có. Ok, đổi được rồi. Đổi, giáp canon này, có đánh chiêu gọi là giáp canon này. Ờ, đánh đi. Ê, à, lại đổi à? Ôi, thế này đạt bắt xong được nhiều con nó xin thế nhở? Con 900. Thế này bắt kiểu gì các bạn ơi, ảo thật đấy. À, mình bắt được cho con. Quá. Ôi rồi. Cho phát điện giật. Đưa luôn. Chúng ta phải giết được con này các bạn ơi. Chúng ta phải khử được con này, chắc chắn là khử được rồi. Thôi đâu ạ. À, khử được chắc. Khử được. Ơi, chết giờ biết chiêu à? Chết giờ biết chiêu. Khử được. Chắc chắn là khử được các bạn. À, khử được một con nữa bạn ơi, khử được một con trong đội. Trời ơi, con này hồi lại lên mà. Ok. Ôi level 900 à. Ui. Lại sao thanh niên này toàn con level 900 này hack à? Đâu, hack đâu. Nó toàn level 900 các bạn ơi, chơi vào. Hồi lại mà, bây giờ mình mới bị điểm rồi. Ôi rồi, toàn 900 nhây. Thật thanh niên này cũng toàn 900 này, chơi cái gì, sao tôi phế trận này thế nhờ. Ôi rồi, sao lại đứng cứng ngắc rồi. Ôi đây luôn. Mình sẽ nào, ok, 65 này. Thôi thật chịu được bạn đấy, toàn con củi rồi. Tại này toàn con củi đó bạn này, tôi chịu rồi. Phan tôm 300 thì đi rồi. Thì con này yếu này. Chấp nhận đấy, thôi. Đánh cái gì 1/3 level chơi bài gì các bạn ơi. Đi đi là cái chắc rồi bạn ơi. Ok đi là đi là cái chắc rồi thôi, mình cứ dùng chiêu bừa đi bạn ơi. Chả có cái chiêu gì đánh. Vô đây. À vất vả được cái. Vất vả được một cái bạn ơi. Thôi chơi rồi ok đi. Đấy, không được. Nào, thanh niên nào, thanh niên nào thua bên kia đây? Chưa đánh được à? Bên này vẫn bên đánh kia thắng đây. À, ông sẽ lâu thế. Quay tin luôn. Thử nha, mình chưa được không có nào. Bang bang bang. Xếp đi, xếp xong là vừa. Còn cái gì đâu mà xếp? Còn cái gì đâu? Còn gì nữa đâu mà xếp? Rồi bắt phân thắng bại rồi. Ok, tự nhiên tôi đúng. Ở đây gọi là bằng nhau rồi. Sao lại bằng nhau? Cái con asset của Vay nhá chỉ có 32 level thôi. Đặt ở trong PC phát ra phát gần 1000 level. Có cả vụ đấy à? Nó bịp à? Đâu, đến độ thắng rồi đúng không? Đó, thanh niên nào thua à? Thanh niên nào thua đây, solo bên nút cho. Đâu, cái kia. Đó, thanh niên Khang à? Lại gặp thanh niên Khang à? Thanh niên Khang kìa, thanh niên Khang toàn 900 mấy thôi. Đây, dê lô lại đây. Lấy cái gì? Hỏi này con 900 mấy. Ok à, thanh niên cất con đấy à? Ôi giời. Không, hồi nãy là Honey đánh Honey Mino bị lỗi nên phải cất con đó vô. À đâu, Poké Hill đây, xong rồi solo. Xấu quá. Có vũ con sơn ai sư này xem nào. Ai vô đây. Có vũ con sơn ai sư này là tôi thấy được khỏe. Nhưng mà không có kỹ năng. Đây. Xem đây. Thở chưa? Ủa rồi. Ủa. Ok à. Đâu. Thế nên ném con gì ra? À đây. Để yên đi để đúc ném rồi. Nó khổ quá cơ. Ok. Rồi. À. Ui giời con Giratina. Con này thì ok. Ừ
đừng nói lại quay tinh nha. Ui ôi, đánh cái chết luôn nè. Dây dây tươi luôn. Đấy, tươi tươi luôn bạn. Ôi, mang con 800 này ra. Khống chế được cái khống chế bạn ơi. Đấm. Tôi thấy nâu húp quá các bạn ơi, thật sự luôn đấy. Quay tinh rồi. Rồi, ok, thanh niên lại quay tinh rồi. Ui giời, thanh niên con này lỗi rồi. Con mình quá. Không, con này lỗi rồi, con này lag rồi kìa. Con này mạnh quá. Đấy, giờ. Con này lỗi rồi, ok, đổi con khác anh khẩn trương lên. Phải kêu. Rồi, ok, đổi con khác đây. Cái công ảnh của mình nó bị làm sao vậy? Con này phế rồi, con không phải. Đây, đây, đây con khác, vô. Đâu, đâu, ok, heal này, đâu, thả ra đi, thả ra đi. Ai, vô. Ok, ok. Con này yếu anh em anh. Ok, bạn, à, mình không được nó thì chịu luôn. Đúng rồi, không được chịu thôi. Cobalion à, ok, Cobalion. Cobalion, chúng tôi rồi, đấy đi. Coba đấy. Sao con này không đánh nữa rồi? Thả luôn chứ. Thanh niên, đánh với thanh niên khác này hình như bị lag này thôi. Đánh với thanh niên khác này củ chuối có con gì. Thanh niên này hack rồi. Hình như thanh niên khác con này không lag rồi. Ôi, em hết tôi đi. Em hết tôi đi. À, thanh niên khác này hack rồi các bạn ơi. Không hiểu cái gì. Thôi khỏi chơi đâu các bạn ơi, thôi. Bét thì cứ bét này, thanh niên khác bét nha các bạn nha. Anh khác bét. Bởi vì là không đánh nhau được. Mấy trăm máu luôn mà. Ngoài thanh niên khác bét. Còn thanh niên nào kia thắng ở đây, hai anh không solo à? Rồi. Ờ, hành thể hai niên ok thế rồi, mình nhất các bạn nha. Hai niên có solo đâu rồi. Hai niên không solo thì mình mới vanh đồng giải nhất bởi vì mình vanh solo các bạn. Mình không đánh được. Mấy niên này chắc là bắt phải con Pokemon lỗi các bạn nên đâm ra không có đánh nhau được. Thôi cái trận này mình chấp nhận số phận rồi. Bắt được mấy con lởm quá mà biết làm sao bây giờ bạn, toàn mấy con gọi là level 700 800 mà không có chiêu đánh các bạn, thế là đâm ra chấp nhận thôi. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, bye, bye.